Thầy xin chào tất cả các em học sinh lớp 2. Hôm nay thầy mời các em cùng học một tiết nhạc của lớp 2, chủ đề 2, nhịp điệu bạn bè tiết 3, đọc nhạc Do, Re, Mi, Sol, La. Và bây giờ thầy xin mời các em chúng ta cùng mở sách giáo khoa ra trang 15. Bài học hôm nay gồm có các nội dung như sau. Thứ nhất, luyện tập mẫu năm âm theo ký hiệu nốt nhạc bằng tay. Thứ hai, đọc mẫu tiết tấu. Và thứ ba là thực hành đọc nhạc theo mẫu, gồm có hai khuôn nhạc. Chúng ta cùng đến với nội dung thứ nhất của bài, đó là luyện tập mẫu năm âm. Luyện tập mẫu năm âm theo ký hiệu nốt nhạc bằng tay. Các em nhìn trên màn hình đã có 5 cái ký hiệu của nốt nhạc bàn tay. Chúng ta đã học ở lớp 1. Nốt thứ nhất là nốt đô có hình màu đỏ. Chúng ta nắm các ngón tay lại. Nốt thứ hai là nốt rê có hình màu cam. Chúng ta khép các ngón tay và chúng ta chếch lên trên. Nốt thứ ba là nốt mi có hình màu vàng. Chúng ta khép ngón tay và chúng ta úp lòng bàn tay xuống. Nốt thứ năm là nốt son có hình màu xanh dương. Chúng ta khép các ngón tay lại và chúng ta đưa lên trước ngực chúng ta. Nốt thứ năm là nốt la có hình màu xanh dương. Chúng ta khuôn các ngón tay lại và chúng ta để lên ngang với vai của chúng ta. Bây giờ chúng ta cùng đọc tên nốt nhạc từ thấp đến cao. Rồi sau đó chúng ta đọc từ cao xuống thấp, chúng ta đọc tên lên trước. Do, re, mi, son, la. La, son, mi, re, do. Rồi thầy mời các em chúng ta cùng thực hiện cái ký hiệu nốt nhạc bàn tay và chúng ta cùng đọc tên các nốt nhạc theo đàn mẫu của thầy. 2 3 Do re mi son la la son mi re do. Do re mi son la la son mi re do. Bây giờ thầy không đọc nữa mà các em tự đọc theo nốt nhạc thầy đàn mẫu. 2 3 chúng ta đọc lần nữa nào. 2 3 rồi thầy cảm ơn các em. Tiếp theo, thầy mời các em đến với nội dung thứ hai của bài. Đó là luyện tập đọc mẫu tiết tấu. Chúng ta có cái hình đọc mẫu tiết tấu trên bảng. Nhịp 2-4. Mỗi ô nhịp có hai nốt đen. Và bây giờ chúng ta chú ý này. Hình nốt đen chúng ta quy ước là chúng ta đọc là ta. Hình nốt móc đơn chúng ta đọc là ti. Và hình nốt trắng chúng ta đọc là ta a. Bây giờ các em chú ý nha, đọc nghe thầy đọc mẫu này. Ta 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 ti ti ta ta. Các con nghe lần nữa này. Ta 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 ti ti ta ta. Bây giờ các em cùng làm theo thầy nha, vừa đọc vừa làm, vỗ tay vỗ đệm. Ta 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 ti ti ta ta. Rồi giờ chúng ta làm nha, vừa làm vừa đọc. Rồi chúng ta làm lần nữa nào. Rồi, cảm ơn tất cả các em.
Theo chúng ta đến cái nội dung thứ ba là thực hành đọc nhạc theo mẫu. Bây giờ cho các em theo dõi ở trong cái phần thực hành đọc nhạc theo mẫu này gồm có hai khuôn nhạc là gồm hai câu. Câu thứ nhất, các con nhìn ký hiệu bàn tay và chúng ta đọc tên nốt nhạc trước. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re. Câu 2. Son, mi, la, son, mi, re, đô. Bây giờ chúng ta đọc và vỗ đếm theo tiết tấu trước một lần. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re, đô. Rồi bây giờ các con, chúng ta luyện tập từng câu. Phần thực hành đọc nhạc câu 1. Bây giờ các con nghe thầy đàn mẫu một lần. Chúng ta nghe lại lần nữa nào. Bây giờ chúng ta cùng đọc theo thầy nha. 2, 1. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re. Chúng ta đọc lại lần nữa nào. 2, 3. Bây giờ các em đọc lại lần nữa nào. Chúng ta tự đọc nào. 2, 3. Bây giờ chúng ta vừa đọc vừa vỗ theo tiết tấu. 2, 3. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re. Rồi chúng ta làm lại lần nữa. 2, 3. Tiếp theo chúng ta sang phần thực hành đọc nhạc câu 2. Bây giờ các con nghe thầy đánh mẫu lần trước, lần đầu nhé. Tức là chúng ta thấy nó cái đoạn đầu nó giống cái câu số 1. Bây giờ chúng ta đọc nha. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re, đô. Chúng ta nghe thầy lần nữa nào. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re, đô. Bây giờ chúng ta vừa đọc vừa vừa vỗ tay theo tiết tấu. 2, 3. Son, mi, son, mi, la, son, mi, re, đô. Rồi chúng ta đọc lại lần nữa nào. 2, 3. Son, mi, la, son, mi, re, đô. Rồi bây giờ thầy đàn các con vừa tự đọc vừa vỗ tay theo tiết tấu nha. 2, 3. Lần nữa nào. 2, 3. Rồi bây giờ cảm ơn các con. Chúng ta tiếp theo chúng ta sẽ ráp cả bài. Tiếp theo chúng ta sẽ tiến hành đọc nhạc cả bài sau khi chúng ta đã luyện tập từng câu. Trước hết, thầy mời các em nghe lại giai điệu của bài một lần. Rồi bây giờ chúng ta tiến hành đọc luôn nha. Chúng ta vừa đọc vừa kết hợp ký hiệu bàn tay. Giờ chúng ta đọc theo thầy nha. 2, 3. Son, mi, la, son, mi, re. Son, mi,
la son mi re đô hai ba, son mi son mi la son mi re, son mi son mi la son mi re đô. Rồi bây giờ thầy sẽ không đọc nốt nhạc theo nữa mà các con tự đọc rồi các con tiến hành. Chúng ta thực hiện nốt nhạc bàn tay. Hai ba. Hai ba. Rồi, bài học đến đây là kết thúc. Thầy cảm ơn các em đã tích cực theo dõi bài học thầy truyền đạt cho các em và chúc các em sức khỏe tốt. Tiết học chúng ta đến đây cũng dứt. Thầy xin tất cả cảm ơn tất cả các em.